Một buổi huấn luyện đêm tại lữ đoàn phòng không 283 quân khu 4. Đại đội, chúc chào hướng 14. Một đội, chúc chào 14. Thuốc nào mục tiêu kịp thời báo. Với quyết tâm thi đua đạt kết quả cao nhất, lữ đoàn phòng không 283 đã chú trọng tăng cường huấn luyện cho bộ đội thuần thục động tác giữa các số, kết hợp việc bắt, bám sát và tiêu diệt mục tiêu giữa các pháo thủ, nâng cao khả năng tác chiến trong mọi điều kiện, xử lý thắng lợi mọi tình huống nhanh nhất, hiệu quả nhất. Tập trung huấn luyện cho bộ đội thuần thục các phương án, kế hoạch và đặc biệt là huấn luyện cơ động nhanh, huấn luyện bắn máy bay thấp, máy bay cực thấp, máy bay không người lái, UAV, phương tiện bay siêu nhẹ. Thông qua công tác huấn luyện, lữ đoàn đã tham gia hội thi hội thao bắn đạn thật. Lữ đoàn đã bắn trúng mục tiêu ngay từ đoạn đầu. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, lữ đoàn phòng không 283 đã chú trọng bồi dưỡng huấn luyện cơ bản cho đội ngũ cán bộ các cấp. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tổng hợp, thực hành đánh địch trên xa bàn, cùng với khả năng chỉ huy hiệp đồng của đội ngũ cán bộ từ khẩu đội trưởng đến phân đội, tăng cường công tác bám nắm thao trường, tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục các hạn chế, khuyết điểm để không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện. Cùng với đó, lữ đoàn cũng thường xuyên đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Qua đó phát huy hiệu quả tính tiền phong, gương mẫu của cấp ủy, người chỉ huy các cấp trong các nhiệm vụ. Chúng tôi đã tập trung quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện và huấn luyện cho các đối tượng nghiêm túc, chặt chẽ, tăng cường bám lớp, bám thao trường, bám bộ đội, thực hiện nghiêm nề nếp, chính quy trong công tác huấn luyện. Kết hợp với đó là tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật, thực hiện có nề nếp các chế độ, đặc biệt là chế độ công tác của người chỉ huy. Quá trình thực hiện đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả như mô hình 3 mẫu mực, 4 nêu gương trong rèn luyện đảng viên và cấp ủy cán bộ chủ trì. Mô hình cùng chia sẻ, trao yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ các cháu mồ côi làng trẻ SOS Vinh và mô hình 5 biết, 4 cùng, 3 phối hợp trong quan tâm gần gũi nắm bắt quản lý tư tưởng cán bộ chiến sĩ. Cùng với đó, lữ đoàn đã kết hợp triển khai có hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo, đơn vị dân vận tốt. Thời gian qua, lữ đoàn còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, nhất là thực hiện có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2023 đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Xây dựng được nhiều công trình, phần việc hiệu quả, có ý nghĩa, để lại tình cảm sâu sắc, ấn tượng tốt đẹp của người lính phòng không quê hương Bắc Hồ kính yêu trong lòng nhân dân. Lữ đoàn đã có nhiều cái hoạt động hỗ trợ cho địa phương như là tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các hộ dân, người dân có hoàn cảnh khó khăn, tham gia làm thủy lợi, nội đồng, rồi là chỉnh trang đô thị. Đặc biệt là lữ đoàn đã hỗ trợ để xây dựng một cái tuyến đường bê tông nội xóm, sơn sửa nhà văn hóa tại khu dân cư có đồng bào theo đạo Công giáo, được cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Trên trận địa, người lính phòng không canh giữ bầu trời Tổ quốc hôm nay, truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, dũng cảm, quyết thắng luôn được cán bộ chiến sĩ lữ đoàn phòng không 283 ngày đêm thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm với tinh thần địch vào là biết, địch đến là diệt, không để bất ngờ lỡ thời cơ, quyết tâm đánh thắng địch ngay từ trận đầu, loạt đạn đầu. Xứng đáng với niềm vinh dự tự hào bộ đội phòng không trên quê hương Bác Hồ kính yêu.